Ngon không chị ba? Ừ. Ngon nha. Bây giờ cứ khác sẽ ăn được rồi. Hello, xin chào cả bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của chị em tụi mình. Em tụi mình sẽ múc ban mì cay với gà ghé, xúc xích với khoai tây. Mày giống hoàng thánh quá. Khoai tây. Khoai tây hả? Ừ. Bây giờ Phú chào mọi người đi. Hello, xin chào các bạn. Mình là Phú nè. Yeah, hai chị em mình sẽ ăn luôn nha mọi người. Phú có thể nào gấp cho chị ba miếng nước được không? Ồ, đó, có thằng em chất lượng. Người chị ly... Thôi. Người chị ly bự hả? Ok, Phú ly, ly nhỏ cho. Vô. Cũng ly, vô. Mời mọi người nha. Cái này là bia màu tím nha. Quá đã. Ủa sao ly Phú ngọt bọt chưa chị đâu? Ừ, bia mà. Sao? À, quá đã. Bây giờ thì mình sẽ ăn thôi mọi người ơi. Đói bụng quá rồi. Sáng giờ đi làm nguyên ngày, giờ về ăn thôi. Phú sẽ gắp đi xúc xích. Ừ, biết mà. Biết mà. Đầy xúc xích. Tôi biết em quá mà. Trong mì này có nấm á nha. Nấm gì vậy chị ba? Nấm bạch tuyết. Nấm bạch tuyết. Cho nó đặc quẹo rồi có nấm nha. Ừ. Đây gấp cho. Nữa không? Rồi. Nè có 2-3 cây nấm nè. Thơm không? Dạ. Thơm lắm. Miếng khoai tây nha mấy bạn. Khoai tây. Đây. Mì. Nay mình đi làm về trễ quá không? Không có nấu ăn hả? Sẵn hai chị em mình ăn luôn. Kêu Phú chút đừng ăn cơm. Đợi chị ba. Phú đói bụng nãy giờ, đợi chị ba nãy giờ. Ôi bụng muốn xỉu không? Xỉu không? Xỉu không sao đâu. Xỉu không sao đâu. Xỉu giả chân trời. Ngay đừng kể chuyện mai nữa nha. Đừng kể. Chị ba kể đi. Không kể, này không kể chuyện mai vậy đó, ăn không à? Đúng rồi. Này khổ kể chuyện mai ăn gì. Mì lạc không? Lạc thì rang thêm xương ớt. Ngon. Dễ ăn ha. Đúng rồi. Tại vì mì mình làm vừa mì tươi với lại mì gói luôn á. Mì tươi mà mình bữa mình ăn lẩu bò nhớ không? Lẩu nấm chứ. Lẩu nấm. Cái sốt chết này nó giống hồi mà Phú có ăn lẩu nấm. Cái mùi nó vẫn còn vậy. Nấm bữa cũng còn luôn á. Mà không nấu mới mùa năm mới á. Ngại có nấm kim châm chị ba. Không. Sao vậy? Chiều đi làm trễ quá, người ta hết bán nấm kim châm rồi. Còn nấm bạch tuyết mua lỡ. Trễ. Người cái đùi gà. Đùi gà mua lại đường 25 ngàn cái. Chị chạy ngược chiều không có ghé vô DB mua. Bộ mỗi cái vậy là 25 ngàn chưa? Đúng rồi. Ghê không? Mắc không? Mắc. Cũng được chứ không mắc. Chị ba cái Phú ăn cái nha. Thì đó. Chứ lẽ chị ba ăn 2 cái Phú ăn xúc xích thôi. Ngon không chị ba? Ngon nha. Bây giờ Phú sẽ ăn được rồi. Nè. Chị ba có nóng không chị? Không. Ngủ rồi. Ngon. Dạ bộ nóng. Trời. Nóng quá. Trời ơi, phỏng tay của chị rồi. Trời ơi, phỏng tay của chị rồi. Chị dèn tiền biệt trả đắp vô đây rồi nha. Mệt mỏi. Chú Tôn. Mời bạn ăn nha. Thơm ngon mà bạn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn nè. Ăn nha. Từ từ nha, từ từ để cảm nhận. Rồi con ta nay nói mụn thấy ghê trời. Con cá à. Hả? Con cá nhỏ à. Mà Phú cho ông sợ không? Phú có hút sức mụn của chị nha, Phú mua cho.
cũng không sợ. Chú sức mụn sao? Tức vô cái thì mơ hết liền hả? Ừ, hay nha. Mốt cho chị ba sức ké ăn miếng được không? Được. Cái bự nè. Cái chai đó chắc mình xúc hoài không hết luôn á. Cái chai đó nặng ra sao không cái nó có cái nước gì mà trắng trắng. Nó chốt lên da mình cái nó mát mát. Nó mát cái không cái chết làm sao hết luôn. Ừ. Uống sức khỏe bây giờ hết rồi. Mà nó nói nổi rồi nên chút chứ không là hết. Dù vậy nhá, mình thấy ăn cũng ngon. Nói chung là cỡ 90% á. Nói chung là nếu mà ăn Jollibee thì ngon hơn. Còn đường gà mình mua ngoài lề đường như vậy là làm là mình cảm thấy ngon rồi đó. Jollibee là nó ngon, nó giòn nhai. Nó cái bột của nó ít ít đường, ít bột hơn. Ít bột hơn. Cái này hơi nhiều bột. Ở ngoài thì lạnh rút, ngày nào cũng rút vô đây clip ăn khuya thì nó nực quá. Mà nó ngon, mà có được ăn ngon cũng được. Mà Hà ngồi đây hơn ngồi ngoài trước. Đúng rồi. Ngồi ngoài trước sợ nha. Sợ ra ra. Tại vì mình ngồi mình nhìn thấy ngoài cây cối rồi đó, lỡ như có con gì chạy qua mình cũng không có biết đâu. Có con gì? Mình cũng hồi hộp. Con ma. Con ma vúng về á. Bột nhiều quá. Ồ. Cái gì vậy? Con ma mũ nè. Đọc lao tới nữa. Con ma đổ chứ. Cái đùi này không phải là đùi gà công nghiệp, giống như là đùi gà mà chạy vườn của mình luôn á, cái thịt của nó không có bở. Ừ. Ngon. Làm ghê. Chiều nay Phú tính ăn cơm với gì vậy? Thịt. Phú tính ăn cơm thịt nướng. Này được ăn thịt nướng rồi hả? Hồi bữa nhớ cho con chó ăn hết mà. Vậy. Hồi bữa tao chuyện khô rửa tại không muốn thôi. Có mà chửi quá trời. Có hai miếng thịt nướng à. Mà sáng ăn miếng, chiều ăn miếng ha. Đúng mà. Chưa gì hết. Con chó ăn mất tiêu rồi. Còn dí theo con chó. Đòi lại miếng thịt. Nó ngậm trong miệng rồi dám ăn không? Rồi dí heo chi vậy? Dí heo giả bộ là cho mẹ ba không chửi nữa. Mà ba có chửi không? Không. Tao nghe ba chửi quá trời. Chửi gì? Hả? Ba chửi gì? Ba chửi gì á? Lâu rồi. Ăn cũng xong rồi. Ăn cũng xong rồi. Có cái miếng hộp mà cũng để làm rớt. Ừ. Thì nghỉ ăn đi. Đại, không có ăn được. Gà này ngon, không có bị hôi. Có điều làm bột nó hơi nhiều, nhìn cái đùi gà hơi bự thôi chứ cái đùi này bé bé chứ nó không có bự. Chứ cái đùi này có chứ rồi. Đùi này người ta có hấp sữa, ăn mềm. Hấp sữa chị ta. Đùi gà này là mua về người ta hấp sữa, ướp đàng hoàng. Ta mới đem đi nhúng bột chiên. Rồi mình ăn xong cái trong cái miếng thịt gà gì chưa đồng hồ kêu nó mềm còn ngoài thì giòn giòn ngay luôn chứ ba. Ừ? Giòn ngon lắm. Nay hai mình lấy cái chén ăn đàng hoàng rồi nè, để bữa không ăn trong cái mâm mà mọi người góp ý quá. Nay hai chị em tôi lấy cái chén ăn đàng hoàng. Phú nào có ai góp ý gì vậy vậy? Có lập luận không? Có bình luận của quê gia giao nào? Gieo ăn mì cay với chòi. Bữa chiều trời mưa. Có lòng. Quá rồi đó bụng. Quá rồi bụng ăn. Sáng sớm trời mưa. Cái mọi người biết không? Đi làm. Đi đáng lẽ là 9 giờ mới làm. Thì trời mưa 7 giờ mấy là đợi tới 8 giờ rưỡi là hết mưa rồi. Chạy qua bên chỗ làm mà 9 giờ. Ủa sáng uống đâu có không nhớ có mưa đâu vậy? Có mưa. Có mưa xong rồi cái chị ba đi làm, Phú mới hỏi chị ba đi đâu. À đúng rồi.
làm tới tới cái quả bánh chưa làm, chạy đi mua ổi mì ăn, mua chén xôi uống, xong rồi mới vô làm học kịch bản rồi này kia là tưởng mua chai nước suối sao cái mua cá rồi gà rán quất nữa. Kế bên có bán gà rán, thấy thèm quá, bây giờ mới về đây ăn gà rán nè. Mà chạy lỡ chạy về một phút rồi cái quên không nhớ, không nhớ gì chị ba, không nhớ mua, mới về bên đây mua. Xong rồi cái làm tới trưa 2 giờ xong rồi cái về ra bên này, ở bển trời nắng chang chang, về bên này mưa. Mưa như rồng phun nước vậy. Mà mọi người ai mà ở Tiền Giang biết quốc lộ 1A phải không? Nó trống trơn hả? Với lại gặp cái khúc mà trên Long An á, mới làm cái giao lộ mới á, mưa không có một cái cây nó che luôn. Trời mưa thì gió hỏi mà muốn bay chiếc xe máy ra luôn ngoài đường á. Bữa đang chạy, bữa cũng đi làm về mà đi làm buổi tối, mới có 7 giờ mấy tối à. Mưa mà mấy cái dù trong quán cà phê á, nó bay ra ngoài đường luôn. Mấy cái dù bự mà hay che quán nước mía rồi đó, nó bay ra ngoài con lương luôn. Xong cái trời ơi, giờ hết thấy đường chạy rồi, không lẽ mình chạy chút cái vụ tấp vô mặt mình đâm chắc lòi ruột quá. Thôi tấp vô cái quán cà phê cho chắc, ngồi lại đợi hết mưa về. Mà đâu có ngờ đâu, mưa tới 1 tiếng mấy, gần 2 tiếng luôn. Mà tưởng đâu là được ngồi đợi chú mưa không ha. Bà chủ bà nói quán thì bán ế còn chết luôn, mà chú mưa không mua nước uống, phải mua không thôi bà đuổi ra. Rồi tôi phải ngậm ngùi mua một gói thuốc 30 ngàn. Tôi không có mua nước uống nha, tại tôi đang lạnh mà còn mua nước uống nữa. Mua nước uống, uống vô cho nó lạnh em. Mua một gói thuốc hút cho ba sợ. Ủa mua gói thuốc hút cho chị ba? Thì không có hút nhưng mà mua vậy. Lấy cái gì cũng một đĩa hay là mình cho cha mình hút, cho chú mình hút gì cũng chừng. Mua về cho Phú hút không? Ông Bảy hút. Phú hút không? Không. Rồi cái bà vui vẻ liền. Vui vẻ liền. Vô trong đây nè ngồi, đứng ở ngoài mưa tạt lạnh, vô đây nè cưng. Bà lưng lưng lẹo, lật như bánh tráng. Bà lật mà chơi như nhơ nhơ cá mặt bánh tráng thì khác chính. Mấy đứa kia đứng ngoài chú mưa á, bà bắt mua nước hết. Trời nắng thì bán ế, còn trời mưa bà bán nước đắt. Còn áo mưa bà bán tới 40-50 ngàn cái lần nha. Áo mưa mũ bà bán 15 ngàn. Thưa cơ hội á, chị ba quốc thì không được rồi chưa? Ăn rồi. Không chưa? Còn bột không mà không ăn. Sao rồi? Bột cứng quá. Ăn mì, cắt hết cục đó luôn đi. Cắt nấm à? Nấm đây. Để đi, tụi nhau. Chèo chèo đói bụng. Ngon. Ngon. Để bấm vô cho nó lấy nét cái mặt mình, chứ để nó lấy nét cái mâm đồ ăn không à. Quýnh mày về nha mày. Dạ. Quýnh máy quay. Biết mà. Có nhiều bữa nó quay nó khùng khùng á, nó không có tiếng luôn á. Rồi có sao không chị ba? Hả? Rồi có sao không? Thì bỏ chứ sao? Đâu có lấy được đâu. Chỉ có hình thôi là đâu có tiếng đâu. Bột nó giòn chết mình chờ kệ bao mang. Ăn bột chút uống nước vô nở no bụng. Thật ra? Ừ. Là no mấy ngày luôn á. Ăn cái lùi gà này ha. Là no 6 ngày 6 đêm luôn mọi người. Thôi rồi thôi quá. Nghe nói cái sợ. Nó chứ ăn rồi chút tôi ăn. Mà có thể không? Không. Giả bộ dụ á. Chứ Phú có thấy ăn cái gì mà no 6 ngày 6 đêm không? Hả? Có thấy ăn cái gì không? Có. Phú là giờ ăn rồi chưa 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 kịp tiêu hóa nữa, Phú chuẩn bị đói nữa rồi đó. Mời sáng xuống ăn sáng nha. Sáng xuống là ăn gì vậy bà? Bánh mì xíu mại. Mà kiếm giờ phải đi học thêm. Thì sáng xuống ăn rồi đi học. Ok chưa? Mà sợ mẹ không cho xuống á, sợ ăn bị đau bụng. Thôi
Thôi sáng nay Phú ơi ăn mì rồi. Ừ. Mì quá trời. Đói bụng quá. Giờ đói bụng quá ăn quá trời luôn. Ngon không? Ngon. Thế sao? Ngon. Nãy tính ăn cơm sườn thôi, để sườn đó ngày mai ăn đi. Mà phải đi học thêm cô đẹp đó. Hồi nãy dọc đường á mọi người. Đi dọc một mai ba trời bưởi. Ta bán quá trời chuột luôn. Mua chuột về ngày mai nướng ăn. Ăn không? Ăn. Chuột nướng á. Ăn. Ăn không? Ăn. Mà về đây rồi đó không mua đâu. Thì ăn mới về hỏi ý, ăn mới chạy lên mua đem về nướng. Chứ mình lỡ nướng rồi mà không ăn cái ha. Một mình chị ba ăn, chị ba dễ đạch đạch luôn á. Tới giờ không biết ăn chuột nướng ra làm sao luôn á mọi người. Không biết ăn nó ngon không sao nữa. Ngon. Người ta nói ở miền Tây là có những cái món đặc sản giống như là dùng trồng lúa thì sẽ có nhiều chuột. Mà chuột nướng là một trong những cái món đặc sản của miền Tây. Mà đó giờ mình chưa ăn một lần nào luôn á. Mình chưa biết là ăn thịt con chuột nó có ngon giống ngọt như ngay. Thịt con gà hay là thịt con cá không? Thịt con cừu nó ngọt thôi gai. Trời ơi có ăn chưa biết trời. Phú nhà mấy thằng công anh bà phải nói. Anh bà phải nói hả? Đây là một anh fan. Đây là fan chân chính của anh bà phải nè. Đúng. Ở nhà tôi nó không có coi clip của tôi mọi người. Nó xuống nhà tôi nó bắt truyền hình tôi. Nó bắt anh bà phải tivi coi. Tại Phú cũng có coi kìa ba. Mà có clip nào có Phú thì Phú mới coi. Còn clip nào không có Phú á, Phú không coi. Lên clip này Phú thả coi. Coi mà thuộc lòng luôn hả? Hổm gà có coi TikTok chuyện ma nữa không? Có. Thôi chuyện ma sầm xí quá đừng kể nữa. Không có. Thôi đừng kể, kể thôi. Giờ kể thiệt nha. Thôi không tin đâu. Chị ba tin không? Không. Không tin. Kể thiệt á. Không tin. Cái số lần này anh nhờ cái mã Phú ơi tính nè, cái chán hiện gõ chữ mặt ơi tính nè. Cái chán là dính bột gà rán lên tới luôn á chứ uy tín gì. Tính lấy bột gà rán đắp cái một mụn lại hay vậy. Kìa có miếng bột dính lên tới chán thiệt luôn kìa ông nội. Dính lên tới tóc luôn nè. 5 cây xúc xích này là đặc quyền dành cho ông Phú á. Trời. Thấy không, trộn hai cục mì và hai chị em ăn đủ luôn mọi người. Giờ Phú khá kể. Quá trời ăn cái đùi gà mà ăn bột là nó no. Phú kể nha, kể ba. Không. Kể nha. Không. Không kể. Có kể nha. Ừ. Không kể chuyện ma không ơi. Kể cái chuyện ma lai. Thôi. Trời ba biết ma lai rút được không? Không. Biết không? Không. Không, không thể kể. Ừ. Không. Ông phải phai lang này là... Hai cái đùi dài là 50 ngàn. Phai lang nhiêu? Phai lang 50... Ở phai lang 20 ngàn. Mỹ nhà có. Cây cải... Xúc xích nhà xúc xích nhà có. Cây cải 15 ngàn. 15 ngàn thôi á. Cái này là cái gì á? Mắc lắm. Cái này là cải người ta để xuống gì. Hồi bữa á mua cái chai nước sốt xăm giang á mọi người. Mà cái loại mà chú cay á biết không? Biết cái chai đó không? Biết. Cái này tên là xà lách lô lô. Gọi là xà lách lô lô. Ừ. Sao tiểu muội? Quá là ngon. Ngầm hồi bữa mua được xúc xích giảm giá. Xúc xích xông khói giảm giá nha. Rồi dễ vài bữa nữa mình sẽ trộn chung với cái nước sốt xăm giang đó mình nướng. Và mình sẽ rủ một cái tín đồ mà đam mê ăn xúc xích xuống quay clip chung với mình. Là ai chưa? Không biết nữa. Ai thích ăn xúc xích mì thì sẽ rủ. Phú cho ăn. Vậy còn hỏi nữa trời. Gấp cái cọng rau tài của mày nè. Thôi. Ngon. Cái gấp không, cái chấm vô muối ớt. Trời. Phút kể câu chuyện nha. Mốt người ta có nói chuyện á. Người ta chấm á. Người ta chấm một cái thôi. Chấm gì vậy bà? Ví dụ như mình chấm muối ớt thì mình nói là mình chấm muối ớt thôi. Xúc chết bê 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 ở sông rồi nè. Nãy luộc á.
Còn mà mình chấm 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 á là một hồi nó mặn chát luôn, hiểu không? Mình chấm một cái thôi, mình đừng có chấm nhiều quá. Nhớ đây. Nhớ chưa? Ừ. Đừng bà. Còn mình ngủ á là mình nhớ mình ngủ thôi, chứ mình đừng nói mình ngủ 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 một ngày hay ngủ tới sáng gì đó. Là người ta tưởng đâu mình ngủ cả tuần luôn á, hiểu không? Đúng 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 đúng. Ừ. Cà lâm mà mình cà lâm một hai chữ thôi, mình đừng cà lâm nhiều quá, tập từ từ. Để mai mốt tỏ tình với ghệ hay gì, ví dụ có ghệ tỏ tình phải không? Cái mà nào có ghệ? Ví dụ con nhỏ nào tỏ tình đi. Em thích anh đi. Cái Phú trả lời anh cũng 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 đợi đợi tới nghe chữ thích em là nó đi mất tiêu rồi. Đúng không? Phải mình phải tập bớt cà lâm lại, hiểu không? Mình là trai miền Tây, đẹp trai, giỏi giang, học giỏi. Mình phải tập mất cái khuyết điểm cà lâm lại nữa. Là mai mốt mình cua gái là cua đâu là trúng đó luôn. Phút gỡ cái đẹp trai với học giỏi thôi. Ờ, mình liếc một cái là con gái tự đổ xà 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 theo mình luôn. Chịu không? Sao không được? Sao không được, mất cỡ. Trong lớp biết khoái ai rồi? Anh. Kêu anh. Hả? Kêu anh. Đó đó, Phúc, Phúc đâu có nhỏ là tự kêu anh. Anh. Hả? Anh. Kêu mà anh lên lớp 73 nè. À, lớp 73 nè. Mà nó nói Phúc. Kêu nó thích ai? Biết. Nhưng thích mà ai chỉ thích Phúc. Nhưng mà nó biết Phú. Đúng rồi. Nó nói là nó biết Phú. Phú hay ghẹo gái, trong lớp Phú hay ghẹo gái. Cái gì vậy? Chị phun cái phèo vậy? Tại Phú ghẹo con nó dễ gì vậy? Trời gì ba? Gì? Phú ghẹo cho nó dí. Mới ghẹo. Dí vô kịp. Ghẹo cho nó dí hả? Ừ. Vô lớp không học ghẹo cho nó dí ha. Có ra ra ra. Có ra ra trên mà. Nói bà Hương à. Giờ cho đi học vô lớp ghẹo gái đặng cho gái dí nó không à. Tại rồi đặng nó phái. Gà gà chơi chứ mấy vô học vô học học ngồi ngồi sao ngồi thiền sao ghê ngồi thiền luôn hả? Thiền nghe nói đi học bị ngồi bàn riêng tại nói chuyện nhiều quá mà đây đâu có em tại cà lâm mà cô nói Dương Gia Phú là tật cà lâm vậy mà hay nói chuyện nhiều. Ủa lần nào quay xuống cũng thấy cái miệng nó nói hết trơn á, cho nó ngồi một mình mà không hiểu sao nó nói chuyện với ai không biết luôn á. Phú đã ngồi mình hơn. Chứ ngồi với ai? Ngồi với Tiên à. Tiên nào nữa? Tiên gái à. Có ghẹo nó không? Không. Học giỏi không? Giỏi. Ngồi với Tiên, Tiên học giỏi rồi Phú mới học giỏi luôn hả? Chính xác. Vậy là cặp với Tiên hả? Mà mai mốt Hy cũng đổi chỗ nè. Ý nhưng mà Phú và Hy là theo bảng chữ cái mà mọi người. Đúng. Ví dụ Phú nè, rồi Phúc nè, rồi Phong nè, rồi Phát nè. Đúng không? Đúng. Ví dụ là Phú nè, ở chứ đâu có Hy chung với chữ tờ đâu. Có. Chữ tờ hả? Phú ngồi chung với chữ không có. Mà Phú tự ra. Tự làm luôn. Dạ đấy. Tự làm theo sức lực của Phú á. Thiệt không? Sức lực hả? Từ đó giờ Phú đâu có thạo giờ chị ba đâu. Ừ. Phú có cặp dê ai không? Không. Dê. Chỉ có học vẽ thôi phải không? Học vẽ gì vậy? Học vẽ là không có tự vẽ phải không? Đúng rồi. Mướn mấy nhỏ gái đẹp đẹp vẽ hả? Tại học vẽ là mướn tự hai trẻ. Cô Mỹ Thực đang coi. Mướn chị hai trả công bằng gì? Cô Mỹ Thực kiểu à, thì ra là mày mướn chị Trịnh Hai vẽ dùm uổng công đau chấm ba đạt cho mày. Ừ. Cô Mỹ Thực nói mai mốt ha, bắt vẽ tại lớp không cho đem về nhà. SOS luôn. Thì phú nhà bạn phú vẽ dùm. Ừ, chứ hồi đó đi học gì vẽ cho tao không đó. Chứ biết vẽ đâu. Hồi đó hồi đó chị ba vẽ đẹp không? Không, vẽ không vẽ. Nó đi học gì vẽ không à. Phú ha vẽ con chó răng rắn. Vẽ gì? Vẽ con chó răng rắn. Vẽ con chó da rắn hả? Vẽ con chó mà Phú vẽ sao ra con rắn. À con chó mày ra con rắn hả? Đúng. Đột biến dữ vậy trời. Trời ơi ăn nâu quá hả? Còn Phú vẽ con rắn ra ra con giun. Ghê vậy? Hên quá à. Vẽ con rắn ra con cá sấu hay gì chết luôn á. Bốn cây xúc xích. Ồ mày chuối luôn.
bốn kiểu xúc xích mọi người. Khi mà mình phải trao giải cho thánh xúc xích thôi. Chắc vài bữa phải làm cuộc thi ăn xúc xích quá à. Mà tổ chức chết ai chị ba? Hai mình thôi. Thú cái chị ba ăn à? Còn người hắn gà có gì? Thêm bịch xúc xích nữa. Trời ơi. Cũng được. Được không? Được. Trời ơi, không ngán hả? Phú chú chết mà, Phú đâu có sợ chị ba đâu. Thường á, người ta nói dù cho mình thích ăn cái gì đi chăng nữa thì á, là mình ăn cũng kiểu một tuần ha, là hai mấy ngày liên tục và mình cũng đã đúng không mọi người? Còn cái này không, ăn chừng nào no là thôi à, ngày mới ăn tiếp vậy đó chứ không có ngán. Ngộ ta. Xúc xích ngon mà. Xúc xích nó có điều gì mà hấp dẫn như hả? Ừ, xúc xích kể cho chị ba. Thôi thôi đừng có kể, người ta ngồi nói chuyện xàm xí được rồi, đừng kể chuyện má. Phú đâu có kể chuyện mà. Ừ. Phú nói với chị ba là xúc xích này nó có ngọt ngọt. Ngọt ngọt. Thịt. Thịt. Bữa nào nó lòi cái mỏ ăn dịch ra cái sợ liền. Có coi cái quy trình làm xúc xích này chưa? Có. Dạ. Vậy mà vẫn ăn, vẫn thích. Không có, mình làm sạch rồi. Lâu lâu mình ăn thôi. Nướng thôi nha. Nướng rồi. Cái bếp nướng đã cho chín. Ừ. Chị ba, thêm lòng tí vô chị ba. Xèo, khói bung 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 bung. Đó, các bạn rồi. Đã thấy khói giờ chín rồi nha. Nhúng rồi. Vô tương ớt chút mặn cháp. Nhúng vô tương ớt. Ăn một cái. Rớt cục. Xèo. Ờ. Bất tỉnh. Thuộc bất tỉnh mà miệng còn nhai. Cô Tư có trên nhà Phú không? Có. Bỏ sẵn luôn rồi. Ăn này phải uống nước ngọt có ga cho nó mau tiêu. Đúng không biết đó. Bữa nay nhà mình ăn cơm với canh rau. Còn Phú ăn với thịt nướng. Hai đứa mình sẽ quyết định ăn hết cái mâm mì này. Phú ăn mì nữa không? Miếng ngon. Chị ba ăn đi. Không ăn mì phải không? Chị ba sẽ ăn hết mì. Nấm không? Lụm xúc xích. Nấm không? Thôi chị ba ăn đi. Rồi. Đó đó đó. Bà đặt vét vét. Chiếc hết nha. Nè cho hai hai nấm. Thôi rồi chị ba. Chị ba ăn đi. Thôi gì vậy? Phải tay. Cái này nó làm giống rau mực. Cũng như phải lan chiên hả? Nhớ giống như xình lá nách phải tay. Ăn phải tay thì ngon á. Thầy giống sa kê quá. Không thích ăn phải lan. Sa kê đâu phải tay bà ơi. Thấy không? Phải tay. Ăn này cho có chất đạm. Ngán phải không? Sao mà ăn chung chung với bọt thì cũng ngon mà ăn không ngán. Ăn không mặn. Mấy mốt mình mua phai tây này nè, mình chiên chung với thịt bò mình ăn. Cũng ngon. Với bánh mì. Bò bít tết á, lâu quá không ăn. Bò bít tết là đâu phải cần có cái hộp thịt bà tê. Bà tê làm chi vậy? Bà tê ta cạt luôn á, người ta để bánh mì với hành tây hơn. Chứ thịt bò nữa. Trời, ăn sang chảnh dữ trời. Sang chảnh tuệ. Ta có thịt bò rồi, là ta tốn tiền rồi, còn nghiêm cái hộp 3333 tê, hành tây, kẹp vô, rồi ta ăn, sang chảnh chẹ. Hiểu hả? Hiểu chung ớt hả? Biết ăn quá ha. Đúng không? Đúng là em của Thí Di mà. Nha chị chạy 2 phút để rằng không có xuống ăn được. Hồi có gì đâu đem về. Hồi Phú sẽ đem cho chị Nga về. Đem đây, gì? Đây cái đùi gà còn dư. Đùi gà còn nguyên nha. Còn nữa. Đúng rồi sao ông gái với mái cục ha. Ha trời. Còn cái này bột này có đem về không? Có. Trời ơi mới đem về cho quýnh mày chết luôn. Đúng là hàng em hương nhỏ chị thiệt. Ăn nữa cái đùi gà còn đem dành mấy cái em rồi. Đem về cái chị 2 phút kiểu. Công bao lâu nay tao mua đồ ăn cho mày mà mày đem về cho tao một cái miếng gà trong cái gì chị ba? Cái cục xương. Cái cục xương. Ủa cái cục da. Cái cục bột. Đúng rồi, cái cục hộp bột KFC. Ừ. Rồi mày đưa tao mấy cục khoai tây này chi đây? Trong cái mình sẽ nói đưa chạy ngay ăn. Chị ngay ăn hả? Lúc đó mày có SOS cũng không ai cứu nữa. Ăn hết cái này đi rồi, giờ kết thúc video nè. Nâu quá, giờ chắc phải lên nằm ngủ giấc tới sáng. Cái vậy, đi chạy xuống lộ muốn mì. Chứ gì ba? Muốn mì xong cái về làm xíu mại.
xịt nước tương chiên hai cái hộp gà lên, chấm với bánh mì ăn, uống ly trà đá, lên võng ngủ dánh giò. Cuộc sống cực kỳ là sang chảnh, sung sướng luôn. Út cũng sung sướng mà. Dạ sáng nay có ăn không? Đừng biết người ta muốn bánh mì trời. Không, chị ba ăn lên. Thôi vậy sáng nay ăn với cô Tư, ủ cô Tư ăn sáng bánh mì. À, sáng nay có ngủ Như đi chợ, kêu vô ăn. Kêu Như vô ăn bánh mì, ăn sáng. Khỏi tốn tiền mua đồ ăn. Lúc trước hay đi ăn bánh canh Hoành Thánh đó. Bánh canh nó ngon mà. Ừ, mà dạo này ăn ở nhà rồi, không ra đó ăn luôn. Với lại nhà làm Hoành Thánh rồi. Bánh canh có 15 ngàn à, rẻ. Mà ngon lắm. Bữa Phú có ăn không ta? Có. Bữa ai chở đi ăn quên rồi. Chị hai, chị ba với anh Tiên cái gì? Mà. Có anh Bắp không? Có, anh có anh Bắp. À. Nhớ nó, bốn người. Có chị Như không ta? Không. Không có chị Như hả? Nhớ có chị Như mà mày. Cái bữa trước thì có chị Như, còn cái bữa sau là có anh Bắp. Không có chị Như phải không? Mà. Lâu quá không gặp chị Như, nhớ chị Như không? Hả? Không nhớ à? Không nhớ ai hết trơn vậy. Chị ba có đi làm xa rồi, có nhớ chị ba không? Nhớ đó. Thiệt không? Có điện thoại hỏi thăm chị ba không? Hả? Có. Rồi có kêu chị ba mua bánh đồ về ăn không? Lỡ đi lấy chồng xa rồi, có nhớ không? Có. Lấy chồng Đài Loan rồi, ở bút bên nước ngoài luôn rồi, có nhớ không? Lấy chồng Đài Loan đâu chị ba? Bên Đài Loan á, Singapore vậy bạn á. Là bên, là bên Mỹ hả? Nước ngoài á. Yeah. Được không? Rồi có nhớ không? Có. Gửi bánh Đài Loan gì cho ăn? Gửi bánh Đài Loan là cái bánh gì chị ba? Rồi trà sữa Đài Loan rồi đó. Hiếu nữa. Cái gì nữa? Hiếu xúc xích lẩu mềm mà dai. Đài Loan luôn. Lẩu luôn. Ừ. Vậy là nhớ ha. Vậy là có thằng Tiên nó không nhớ nè mọi người ơi. Nó có nhớ mình. Chị ba. Gì? Ai làm gì nướng ruột bột vậy? Có ai đâu, nhà có hai mình mà. Con bảy nữa à? Kêu ơi, ông có trả lời không? Ông bảy ơi! Cô! Ông bảy đi rồi. Thì ra là cô trên bụng phệ. Đó, hang hang. Này. Này. Cô Tư! Nay vì quá nhớ mong Tiên Ai Quy cho nên cô Tư đã ốm còn có 75kg hả? 75kg vậy? Ốm hết 5kg rồi. Bụng phệ cái gì nữa mà bụng phệ? Bình thường cô Tư chứ. 90kg. Bình thường là 80kg mà nay ốm hết 5kg rồi. Mà con mắt còn đen thui tù lùi luôn mọi người. Chắc vài bữa nữa mình phải làm một chuyến đi xuống Kiên Giang để hỏi thăm tình hình của Tiên Ai Quy xem là cô, đi làm như thế nào. Bà cô từ con mắt đen là cô Tư vô hút quy chai xem phim ma. Xem phim ma. Cắn một cái giờ. Ma lên nằm ngang cắn Tư. Ăn hết chưa? Trời ơi, 5 cây ốc xích thả ngựa luôn. Có non chị ba. Ăn gì về nổi không, tôi ẩm cho về. Hồi xưa chuyên gia, cái giò dài hòn rồi còn bắt mình cổng nữa. Cổng trời ơi, cấm đầu luôn vậy. Tha đi cái giò dài thòn luôn. Mai mốt mà có vợ, cái kể lại chắc chấm cỡ dữ lắm trời. Chị ba cổng muốn nào? Đi đâu cũng đòi cổng hết trơn á. Mới đây nè chứ đâu. Mới hồi dịch nè chứ đâu. Nay bắt đầu đi học lớn rồi bắt hết kêu cổng chứ. Thấy là bắt cổng mà. Cổng rồi. Cổng phú ơi. Cổng rồi cái cấn con cu đó nhớ hôn la làng la lửa đó. Dạ cổng. Thôi. Dạ, cổng giờ 45kg ai cổng nổi trời. Dạ cổng phú vậy. Tôi có 52kg à. Mà mấy người 45kg, hơn có 7kg chứ nhiều mà cổng nổi. Hơn đâu 7kg. Một chút lấy xe gồ đẩy bỏ lên đẩy về. Được không? Chị ba đẩy không đây rồi luôn. Hả? Ngồi. Ghẹ quá thôi mọi người, giờ tụi mình kết thúc video dọn dẹp. Anh Tiên mở vụ Phú lên xe rồi cái đặt hãy Phú xuống cái gì á? Sình hả? Gì á? Để sình. Nhớ anh Tiên à hả? Ừ, không té. Bữa nào mà nó về kêu ẩm dục xuống sông một bữa. Cho không nhớ anh Tiên. Phú không có biết bơi đâu. Mai mốt nó về ha. Một bánh xúc xích đồ lẩu mì cay. Không mua. Đem cho mấy con cá biển về á. Chi vậy chị ba? Ướp mì. Với lại bị hôi nách kẹp hai con cá bên nách vậy nè. Đi nó không có hôi.
Không, Phú Cò cái lễ bà có chút lễ nha nha hành nhận tiền Phú Cò bà. Chú bà anh tiền tổ tổ mới nhẹ nhẹ người ho nách. Năm nay có ai chúc mừng sinh nhật tiên nữa không? Có. Chưa, chuẩn bị tới sinh nhật thi gì nha mọi người. Sinh nhật của nhà em Phú là 10 tháng 7. Đó, hảo em luôn. Có thằng em tốt không? Có tặng cái gì không? Không nói cho nhà em Phú tặng cho chị hai bộ đồ ngủ. Trời ơi trời. Bạn tính cho chị hai mày tối ngày ngủ không khỏi đi làm hả? Đúng. Bộ đồ ngủ hả? Tặng khác đi. Tặng con búp bê. Thì tự nhiên tặng con búp bê. Chắc bẻ đầu dục luôn á. Phú sẽ tặng cho một một tôi giúp vào. Cho chị hai Phú, Phú mai đi làm. Có ăn em đó cũng tặng. Tao nghĩ mày tặng cho nó khẩu trang á, đặng nó bịt mặt nó lại, đặng khỏi chửi mày. Bịt miệng lại đặng khỏi chửi mày. Hết chửi rồi. Thương rồi hả? Giờ hết chửi rồi. Nói chung là giờ ngoan rồi, chứ hồi xưa lì lắm. Lì lắm. Ê chị ba. Nè. Con Di chửi tối ngày, mình chửi tối ngày, thằng Tiên Dí chạy cẩn cẩn tối ngày. Giờ lớn rồi, ngoan biết chuyện rồi, chắc năm sau cưới vợ á. Năm sau lớp 9 rồi. Lớp 9 mà không có thi đậu lên lớp 10 ha. Cưới cho con vợ 100 kg. Tới trong chuyện. Mỗi cho nó bắt làm việc nhà mà không làm một cái ngang ginh dục. Hoặc là nó chơi cái chiêu lấy thịt đàn người. Bánh mì kẹp xúc xích luôn. Nó mà đè một cái rồi thì cứt. Đè một cái là ba nhìn không ra máy, nhìn không ấy luôn á, hiểu không? Bây giờ kết thúc video mọi người. Đặng hai chị em mình nói xăm xí chơi vui. Bye bye mọi người nha. Nếu như mà mọi người muốn hai chị em mình làm nhiều video muốn ban ăn khuya thì mọi người đừng quên bye để lại một like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho hai chị em mình nha mọi người. Bye bye. Mọi người nhớ nhấn nút share để chia sẻ được đến nhiều người nha mọi người. Nhấn đăng nút like đăng ký nha. Ok. Cái gì mà cầm tay vậy trời. Quá ghê quá. Bye. Bye. À. Rồi, 5 cây xúc xích chuẩn bị đi về ông nói nè. Đi về ra cần nhiều ký.